Xin chào các bạn học sinh khối lớp 4 trường tiểu học Trung Nhất. Mời các bạn đến tiết toán phép nhân phân số. Cô có bài toán sau. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 4/5 m và chiều rộng là 2/3 m. Vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào? Cô nhắc lại cho các bạn biết, muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng cùng đơn vị đo. Em hãy viết phép tính để tính diện tích của hình chữ nhật trên. 4/5 nhân 2/3 là phép tính để tính diện tích của hình chữ nhật trên. 4/5 nhân 2/3, đây là phép tính nhân 2 phân số. Vậy để nhân 2 phân số, ta sẽ làm như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Đây là hình vuông có diện tích bằng 1 mét vuông. Hình vuông này gồm 15 ô. Mỗi ô có diện tích bằng 1/15 mét vuông. Ta sẽ tính diện tích hình chữ nhật qua hình vẽ bên. Nhìn trên hình vẽ, ta thấy hình vuông có diện tích bằng 1/1 mét vuông và gồm 15 ô. Mỗi ô có diện tích 1/15 mét vuông. Hình chữ nhật phần tô màu chiếm 8 ô, có chiều dài 4/5 m, chiều rộng 2/3 m. Như vậy, hình chữ nhật phần tô màu chiếm 8 ô, mà mỗi ô là 1/15 mét vuông. Vậy 8 ô sẽ là 8/15 mét vuông. Qua hình vẽ, ta sẽ thấy diện tích của hình chữ nhật có chiều dài là 4/5 m, chiều rộng là 2/3 m, sẽ có diện tích là 8/15 mét vuông. Vậy 4/5 nhân 2/3, qua hình vẽ trên ta sẽ tính được 8/15. Ta nhận xét thấy ở phép tính trên, khi ta lấy tự số nhân với tự số 4 nhân 2 bằng 8, lấy mẫu số nhân với mẫu số 5 nhân 3 bằng 15. Vậy 4/5 nhân 2/3 sẽ bằng 4 nhân 2 trên 5 nhân 3 bằng 8/15. Đây là cách trình bày khi thực hiện phép tính nhân phân số. Nhìn vào cách trình bày phép nhân phân số này, ta thấy khi thực hiện phép tính nhân 2 phân số, ta sẽ lấy tự số của phân số thứ nhất nhân với tự số của phân số thứ hai, lấy mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. 4 nhân 2 trên 5 nhân 3 bằng 8/15. 4 nhân 2 trên 5 nhân 3 trong phép tính nhân được gọi là bước trung gian. Các bạn lưu ý, khi chúng ta thực hiện phép tính nhân 2 phân số phải có bước trung gian, chính là bước lấy tự số nhân với tự số, mẫu số nhân với mẫu số. Sau đó chúng ta mới tính kết quả. Các bạn không được trình bày phép tính nhân là ra liền kết quả, bỏ bước trung gian là không được. Vậy muốn nhân 2 phân số, ta sẽ làm như thế nào? Muốn nhân 2 phân số, ta sẽ lấy tự số nhân với tự số, mẫu số nhân với mẫu số. Đây là quy tắc phép nhân phân số. Các bạn cần phải nắm vững phép quy tắc này để áp dụng vào cách tính nhân phân số.
các bạn học sinh khối 4 trường tiểu học Trung Nhất vừa lắng nghe cô hướng dẫn toán phép nhân phân số. Các bạn nhớ làm tốt phần bài tập thầy cô giáo giao. Chúc các bạn học tốt. Mến chào các bạn.